Tai nghe giá rẻ, đặc biệt là tai nghe wireless bao giờ cũng là một cái sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Và với mình là khi mà nó còn có mang cái tên của Moondrop thì nó còn hấp dẫn hơn. Đây là Moondrop NecoCake, một sản phẩm mà đã được khá nhiều bạn hỏi trên kênh Nam Anh Studio. Nhưng mà cái lý do mà bây giờ mới lên là do là thực ra là đưa thằng Hải làm nó cũng lâu lâu rồi. Nhưng mà sau cuối cùng nó không làm, xong nó đùn mãi đến bây giờ cho mình làm. Và bây giờ cho mình làm thì tất nhiên là video nó lên hơi chậm. Cho nên là xin lỗi các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua con này sớm nhưng mà không thấy có video ở trên kênh của mình. Quay trở lại với NecoCake thì chiếc tai nghe này đang được bán với mức giá là 990.000 tại Xuân Vũ Audio. Đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho anh em quan tâm. Và với một vài thông tin, Moondrop này, 990.000 này, tai nghe wireless có chống ồn chủ động này, thì chiếc tai nghe này thật sự là nó có gì ngon. Trước hết để mà nói về thiết kế thì cái hộp của NecoCake ấy, đóng gói khá là rẻ tiền và đơn giản. Cái điều này là mình hoàn toàn có thể hiểu được khi mà cái mức giá mà họ đưa ra là hấp dẫn, True Wireless và 990.000. Thì thực tế mà nói để bây giờ ở thị trường Việt Nam nó không có nhiều đối thủ lắm ở phân khúc này. Các bạn sẽ có một vài cái kiểu như là Realme rồi thì là Soundpeak các thứ. Thì trong đó thì thực tế quan điểm của mình thì mình đánh giá cao hầu như chỉ có Soundpeak, bởi vì nó có cái độ hoàn thiện. Có thể chất âm thì mình chưa thực sự là quá bàn tới, nhưng về tính năng và độ hoàn thiện thì Soundpeak hơn khá nhiều các nhà sản xuất khác ở trong những cái phân khúc mà dưới 1 triệu. Thì NecoCake nó không có đặc biệt trong cả cái khâu thiết kế rồi thì đóng hộp với các thứ này kia so với lại kiểu Soundpeak. Nhưng mà đấy là cái hộp. Còn cái case thì sao? Case của NecoCake ấy thì được làm một cái kiểu nó khá là cơ bản. Cái form này là một cái form an toàn và theo như mình nghĩ thì nó sẽ tiết kiệm được khá khá tiền gia công, bởi vì cái form này nó không quá đặc biệt. Thế cho nên là nó sẽ giữ được cái mức giá rẻ. Tất cả thông tin được in ở cái phần mặt đáy, và mình thấy rằng là khác với các nhà sản xuất khác thường sẽ cố là ví dụ kiểu in chìm, rồi kiểu như là vỏ case màu đen thì sẽ là cái chữ nó in màu đen bóng hay gì đó chìm để khó nhìn hơn, trông nó liền lạc hơn. Thì NecoCake chọn một cái phương án khác mà theo mình cũng không phải là tệ, đó là họ in chữ màu nâu ở trên một cái nền case màu kiểu như là màu hơi màu sữa một tí. Cái màu chữ màu nâu này nó đồng tông với lại cái logo hình con mèo, rồi thì là cái phần màu ở trên cái phần nắp của cái case cũng là kiểu màu nâu như thế này. Thì thực ra trông nó khá là tông xoài tông và nó ok. Case thì sử dụng Type-C để sạc và sẽ có một cái nút ở đây để các bạn kết nối. Cái thao tác để kết nối của cái tai nghe này thì nó đơn giản quá, đâm ra là thôi mình sẽ bỏ qua. Chỉ có điều là cái tai nghe này ấy, cái phần nắp ấy, mình cảm giác nó có một cái gì đó nó chưa thực sự là quá chắc chắn. Và thực tế thì bởi vì cái mức giá của nó là 990.000 thì nó cũng không phải là một cái mức giá gì đấy quá là xịn sò cả. Các bạn sờ vào các bạn sẽ thấy rằng là các bạn đang cầm một cái sản phẩm thực ra là nó khá tương xứng với cái mức giá rẻ của mình. Nó thể nói là giá rẻ. Cho các bạn nghe thử cái tiếng nắp nhé. Nó không đanh lắm mà thực tế là nó kiểu mà nó hơi lộc xộc một tí. Đấy là cái mà các bạn sẽ phải chấp nhận. Và cái đường nét gia công ở trên cái viền của cái nắp và cái vỏ case thì nó nằm ở mức trung bình khá. Nó khá là liền lạc, nhưng mà đôi chút nó sẽ vẫn còn một cái gì đấy nó khiến cho mình có cảm giác là nó không được phẳng phiu cho lắm, đặc biệt là khi mà dơ dưới ánh sáng. Một số chỗ các bạn sẽ thấy nó gờ lên, một số chỗ các bạn sẽ thấy nó lõm xuống, đơn giản vậy thôi. Thiết kế của cái housing này thì là khá là đẹp. Cái phần thân của housing này được làm theo kiểu dạng hình ống hơi vuông vuông, trông rất là đẹp, bởi vì cái màu sơn này theo như mình thấy là có vẻ như là nó không hợp lắm với cái phần case, nhưng mà lên cái phần thân của cái housing nó trông rất là đẹp. Nó có một kiểu lì và nó sẽ có cái chữ và cũng như logo của Moondrop được in dọc ở trên phần thân, trông rất đẹp và cá tính. Cái housing thì mặt bên trong nó hơi bóng và nó hơi trơn. Đeo vào thì thực ra mình đeo ấy thì mình thấy rằng là nó không có vấn đề gì việc trơn cả. Chỉ có điều là cái ống nốt dồ này nó hơi ngắn, khi mình đút vào tai nó không vào sâu cái lỗ tai của mình cho lắm, cho nên mình dễ có cái cảm giác là sợ nó bị rơi. Cái này thì mình không thích lắm. Nếu mà nó dài hơn khoảng độ tôi chỉ cần một ly thôi hoặc nửa ly thôi cái ống nốt dồ của cái tai nghe thì mình sẽ cảm thấy nó chắc chắn hơn. Phần mềm đi theo của máy là phần mềm Moondrop Link. Hiện tại thì mình có đọc trên thông tin ở trên mạng thì nó báo là mới có trên Android, không có trên iOS. Nhưng khi mình mò thử ở trên App Store, trên iOS thì mình thấy nó đã có rồi. Và tải về thì mình thấy cái phần mềm này hoạt động rất là hiệu quả. So với các nhà sản xuất khác, khi mà mình chạy phần mềm thì nó có một cái gì đấy nó cứ kiểu unfinished, nó kiểu nó chưa hoàn thiện ấy. Thì cái phần mềm Moondrop Link thực ra hoạt động khá hiệu quả. Kết nối nhanh, dễ, điều chỉnh tính năng cũng nhanh, không có lỗi gì cả. Hiện tại là ok.
Và cái phần mềm đó thì các bạn sẽ tùy chỉnh, ví dụ như là các cái thao tác, rồi thì các cái tính năng bấm như nào, giữ như nào, thao tác cảm ứng đối với cái tai nghe này, rồi thì là cái phần mềm này các bạn có thể sẽ tùy chỉnh EQ. Cái EQ này nó tác động rất nhiều đến chất âm, nên là nó cũng là một cái mà các bạn nên vọc vạch nếu như mà đã mua chiếc tai nghe NecoGex này. Bản thân chiếc tai nghe này thì có tính năng chống ồn chủ động, nhưng mà cái đó thì các bạn sẽ thao tác vật lý cảm ứng, vật lý cảm ứng ở trên thân của tai nghe, và hoặc các bạn có thể muốn đổi cái thao tác đấy thì các bạn vào trong phần mềm các bạn đổi cái thao tác, cái cách thao tác, chứ còn nó không bật tắt bằng phần mềm. Cái chống ồn chủ động của chiếc tai nghe này thì mình thấy hiệu quả nó ở mức trung bình, nó không phải là quá cao. Nó giảm tiếng ồn đi một chút, và bởi vì cái ống nasal này nó không đi quá sâu vào lỗ tai của mình, nó không quá khít, thế cho nên là mình vẫn nghe được một chút xíu tọt tạp âm. Thì với những bạn nào mà có cái lỗ tai và cái khoang tai nó vừa với lại cái tai nghe này hơn thì các bạn sẽ thấy cái tính năng chống ồn chủ động này nó có tác dụng nhiều hơn. Với mình thì nó chỉ mức trung bình thôi. Đây là tiếng từ mic của một Rode NecoGex. Hiện tại mình đang thu trong môi trường văn phòng và không có tạp âm gì nhiều, có một chút xíu tiếng quạc và tiếng máy thôi. Theo như mình thấy thì ở trên phần mềm ghi âm thì nếu như mình không nói thì cái đường tiếng nó khá là phẳng và gần như không có bắt tạp âm nhiều. Thì không biết là các bạn nghe nó có rõ không hay có bị lẫn tạp âm gì vào nhiều không? Chất âm của NecoGex, nếu như các bạn sử dụng cái profile balance, profile mặc định của chiếc tai nghe này ở trong cái phần mềm Moondrop Link ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái chất của giải trầm nó có một cái gì đấy nó hơi khác theo cái kiểu đi bình thường của những chiếc tai nghe khác một xíu. Tức là bình thường thì người ta hay sẽ nhắm tới cái giải trầm nó có một cái gì đấy lực đánh impact khá là tốt, nhưng mà thực ra đối với tai nghe True Wireless thì không phải con nào cái subbass nó xuống được sâu, nhưng con này thì hơi ngược lại một xíu. Cái subbass thì xuống được sâu, nó tạo ra được một cái chiều sâu khá là tốt. Cái rumble của cái subbass nó đệm thêm vào làm cho cái bài hát nó thêm màu sắc và nó cảm giác nó sướng hơn, nó xuống được sâu hơn. Bù lại cái phần mid bass thì nó hơi thiếu cái lực đánh, thì nghe một số bài thì mình cảm thấy là nó chưa thực sự là khoái lắm. Chỉ có điều là cái phần giải bass này nó được control khá tốt, thế cho nên nó sẽ không lấn vào các giải khác. Cái này nó có thể thay đổi một chút nếu như các bạn chuyển sang cái profile X Dynamic. Nó không phải là tăng cường bass mà nó gọi là X Dynamic ở trong cái app. Thì cái mid bass nó sẽ đánh lực hơn rất nhiều, cái lực của đánh mạnh cực kỳ. Chỉ có điều là nó đánh nhiều quá, nó sẽ khiến cho là nó lấn lung tung ra các giải khác, và nó sẽ không thực sự là nổi hết được cái chất và cũng như là cái kiểu tune âm mà kiểu nhà sản xuất muốn hướng tới. Thì cho nên là mặc dù là nó làm cho mình sướng đấy, nhưng mà mình sẽ chọn cái profile balance. Chứ khi bạn nào mà nghe nhạc quẩy nhiều, EDM nhiều thì các bạn nên chuyển sang profile X Dynamic thì nó sẽ hợp hơn. Không gian của chiếc tai nghe này cũng không phải là rộng, nó khá là hẹp thì đúng hơn. Mình có cảm giác là các cái layer nhạc cụ nó không có nhiều không gian lắm để có thể xếp lớp, cho nên là nó hơi dàn trải đồng đều nhau và không gian nó còn hẹp nữa, nên là mình chưa thực sự là khoái lắm. Ở cái phần giải mid đổ lên giải treble thì cái màu âm chung của con này là nó hơi sáng. Ví dụ như là nghe giọng của vocal nữ như kiểu mình nghe của Celine Dion ấy, thì mình nghe cảm giác rất là bay, rất là khoái, nghe ngọt ngào, mượt mà, nghe sáng và nghe sướng. Nhưng mà ví dụ như là nghe một số bài mà kiểu Why Your Lips Are Still Red này, hay là một số nhạc của Edivo này, thì cái giọng của vocal nam nghe nó sáng sáng, nghe nó hơi kỳ kỳ. Thì cái này tùy người, có thể các bạn thích, nhưng mà mình thích là đã kiểu giọng vocal nam mà nó có một cái sự trầm bùng thì nên giữ ở cái độ trầm trầm đấy, thì nghe nó sẽ có giàu cảm xúc hơn. Ví dụ như các bạn nghe guitar, nghe piano thì các bạn sẽ nghe những cái nốt nó khá là thanh và sáng, nghe tương đối là sướng. Nhưng bù lại ví dụ như là khi các bạn nghe trống chẳng hạn nhé, cái trống bình thường ấy, nó gõ kiểu như này này, thì lúc đấy các bạn sẽ thấy là có một số bài ví dụ như Why Your Lips Are Still Red thì của Nightwish, thì mình nghe thì mình thấy là cái tiếng trống nó nghe nó không phải là cái tiếng trống nữa, nó không có cái tiếng đúng kiểu cái trống ấy nó gõ, mà nó nghe nó kiểu kịch 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 ấy, nó hơi sáng và nghe nó hơi dịch sang tiếng mõ, kịch 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 kịch, nghe không khoái lắm. Nhưng mà đặc biệt là cái giải treble nó không thực sự là extend, nó không thực sự là kéo rộng ra như mình muốn, cho nên là khi mà nghe tiếng violon ấy, nó khi kéo lên những cái nốt cao nó hơi cụt, và nó cứ có cảm giác là cái không gian ấy cứ có cảm giác của cái violon nó cứ ngang ngang cái tầm tai như này, nó không kiểu thoát lên được, và mình chưa thực sự là khoái lắm. Vậy thì nôm na là con này hợp cái gì?
Một cái tai nghe kiểu như này với cái phân khúc dành cho người dùng phổ thông thì thường họ sẽ nhắm tới làm sao nghe tạp càng nhiều càng tốt. Và con này mình nghĩ là cũng như vậy. Với một cái sản phẩm như Neko Cách, nó sẽ mặc định của nó là nó sẽ nghe tạp ổn. Vì nếu như các bạn nghe pop, các bạn nghe lo-fi, các bạn nghe những cái nhạc nó đơn giản, hoặc là nghe acoustic, guitar, rồi piano, các thứ này kia, nó rất đơn giản và mình thấy nó rất là hợp. Và nếu như các bạn muốn nghe chuyển sang những cái nhạc mà nó có tiết tấu nhanh mạnh EDM rồi các thứ này kia, nhạc trẻ mà cần cái dải trầm nó đánh mạnh mãnh liệt hơn, các bạn cần phải chuyển sang chế độ X Dynamic ở trong profile. Còn nếu mà nghe về dải cao thì thực sự là con này nó chưa thực sự là sướng lắm. Nghe thì các bạn nghe cũng được thôi, nhưng mà mình cảm thấy rằng cái không gian và cũng như là cái độ thoát của nó, cái độ sáng của nó cần thiếu một xíu. Đấy là cái quan điểm của mình. Nói tóm lại, con này đáng tiền không? Đáng, thật sự là rất đáng. Chống ồn chủ động, moonroof tune âm thì rất là chuẩn chỉnh. Mặc dù như vậy thôi nhưng mà nó vẫn chuẩn chỉnh hơn rất nhiều các nhà xuất Trung Quốc khác. Các bạn nghe các bạn sẽ thấy ngay. Và đường link thì 990.000 để dưới phần mô tả tại Xuân Vũ Audio cho anh em nào quan tâm. Còn video đây là hết rồi. Hy vọng nó là một video hữu ích. Bye bye.